Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News. Và để có thể cập nhật những thông tin mới nhất trong ngày thì mọi người đừng quên đăng ký kênh S News của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình đến với bản tin của buổi chiều ngày hôm nay. Liên quan đến sự việc mẹ kế hãm hại cho bé chỉ mới 8 tuổi đang gây phẫn nộ khắp cộng đồng mạng. Hiện tại thì điều khiến cho mọi người đổ dồn sự chú ý chính là lời khai của người mẹ kế này. Vì sao cô lại có những hành động và suy nghĩ như vậy? Theo lời kể của cô thì cô đánh cháu bé bằng roi may đến mức gãy rồi thay bằng cây gỗ đang gây phẫn nộ khắp cộng đồng mạng. Vào ngày 28 tháng 12 thì cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 tháng với Võ Nguyễn Quỳnh Trang sinh năm 1995 về hành vi hành hạ người khác. Tại cơ quan công an quận Bình Thạnh thì Võ Nguyễn Quỳnh Trang đã thừa nhận là bản thân có quan hệ tình cảm với anh TH là cha của bé gái NTVA sinh năm 2013. Hai người chung sống tại chung cư cao cấp tại phường 12 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Quỳnh Trang khai nhận là trong quá trình sinh sống bản thân có nhiều lần đánh đập bé A và đặt mua roi may để dạy học cho bé. Do nhiều lần đánh đập bé nên roi may bị gãy, Trang đã chuyển sang dùng cây gỗ. Đến sáng ngày 22 tháng 12 thì bé A học trực tuyến nên trưa cùng ngày thì Trang kiểm tra bài tập. 14 giờ cùng ngày thì Trang nấu phở cho bé ăn, bé A đòi uống sữa thì Trang cho bé uống 3 hộp và nước ép trái cây. Sau đó thì Trang lại tiếp tục dạy bé A học, trong quá trình học thì bé A làm sai nên Trang đã dùng cây gỗ đánh bé. 30 phút sau bé A nói mệt nên vào phòng nghỉ và nôn ói. Lúc này thì Trang đi dọn dẹp nhà cửa và gọi cha của bé A là ông TH về. Khi anh về tới nhà phát hiện tình trạng của con gái nên đã ôm vào nhà tắm. Tại đây thì ông TH phát hiện trong mũi của bé A có nhiều dị vật là thức ăn nên đã dùng miệng hút ra. Thấy con ngày càng yếu nên ông TH đã vội gọi cấp cứu và nhờ bảo vệ đưa con gái đi bệnh viện. Qua khám nghiệm pháp y thì công an xác định là bé A bị phù phổi cấp, trên người có nhiều vết bầm tím. Công an xác định cha có dấu hiệu bạo hành nên đã khởi tố bắt khẩn cấp. Đến nay thì qua điều tra, công an đã xác định cha có dấu hiệu phạm tội nên đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam. Công an cho biết là về phần người cha là ông TH, nếu xác định là có dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Và SN chúng mình sẽ luôn cập nhật những thông tin mới nhất liên quan tới sự việc này. Mọi người đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.